Em Kiên, kỹ sư GC, xin chào cô bác anh chị. Sau đây em xin chia sẻ một số yếu tố quan trọng cần lưu ý khi thi công cải tạo nâng tầng. Đầu tiên, việc đánh giá hiện trạng công trình là rất quan trọng. Cần kiểm tra kết cấu của tòa nhà hiện tại, bao gồm nền, móng, cột, dầm và tường. Đôi khi việc nâng tầng yêu cầu tăng cường các phần này để chịu tải trọng thêm. Một kỹ sư kết cấu có kinh nghiệm sẽ giúp bạn xác định được các phương án gia cố cần thiết. Thứ hai là việc tuân thủ quy định và pháp lý là rất cần thiết. Trước khi bắt đầu, bạn cần xin phép từ cơ quan chức năng và đảm bảo dự án tuân thủ các quy định về xây dựng, an toàn và phòng cháy chữa cháy. Việc này không chỉ giúp bạn tránh được các vấn đề pháp lý, mà còn đảm bảo rằng công trình của bạn sẽ được xây dựng đúng với tiêu chuẩn. Thứ ba là ảnh hưởng đến môi trường và cộng đồng xung quanh, cũng cần được cân nhắc. Quá trình nâng tầng có thể gây ra tiếng ồn và bụi bặm, vì vậy bạn nên thông báo trước cho cư dân và tìm cách giảm thiểu các tác động tiêu cực. Cuối cùng đó là lập kế hoạch chi tiết và quản lý dự án hiệu quả là rất quan trọng. Hãy chắc chắn rằng bạn có một đội thợ xây dựng và nhà thầu uy tín, theo dõi tiến độ công việc thường xuyên để đảm bảo rằng mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch. Việc nâng tầng không chỉ là một cơ hội để cải thiện công năng của công trình, mà còn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quản lý chặt chẽ để đạt được kết quả tốt nhất. Để được tư vấn miễn phí về xây nhà trọn gói, hãy gọi cho em theo số điện thoại 094 328 1112. Trần Kiên GEC, chất lượng tạo niềm tin.